Rồi chào cả nhà. Tại thì gia đình đang ở khu Lân Dương cả nhà ơi. Khu Lân Dương này thì kế nhà luôn, nhưng mà nào giờ cũng chưa bao giờ vô đây luôn cả nhà. Đó, hôm nay thì cũng có cậu 7 cậu 8 về chơi nè. Đó, thì mình cũng dẫn cậu vô thăm cái chỗ này. Bao nhiêu năm có biết ở đây đâu. Ủa em nào giờ có ghé đây không? Có ghé mà còn đi học chứ. Giờ là giờ lớn rồi. Là mấy cái đồ mỹ nghệ ở Bến Tre nè cậu. Đồ mỹ nghệ á, dạ. Đây là làm từ dừa cậu, đúng rồi. Đây nè. Đó. Cái này là cái thân dừa nè. Dạ, thân dừa nè. Đó như là 45.000 nè, 90.000 nè, đó. Đây là cái trái dừa nè, còn cái này là cái thân dừa mình làm ra những cái mỹ nghệ nè cậu. Dạ. Cái hộp này là dừa luôn. Đúng rồi, dừa luôn á cậu, đúng rồi đó. Đúng rồi. Làm bằng dừa luôn á. Cái này là dừa già nha cậu nha. Cái cây già nó phải chừng khoảng 3-40 năm trở lên nó mới được nó mới được đen như thế này. Dạ. Cái này dạ. Người ta uống rượu được đó. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, uống rượu đúng rồi đó. Uống rượu. Uống rượu được đó. Đúng rồi. 30.000 đồng một cái. Đó. 15.000 cái này 30. Ủa này có 15 hả? À cái này 30 nè. Cái này nó có cái cao lên nè. Dạ đúng rồi. Nó có cái chừng cao, đúng rồi. Chừng cao lên. Giữa không bể. Giữa không bể đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Trời không bể luôn. Trời mạnh mới bể. Cái này là nguyên cái ấy nè. Tách trà, dạ. Dạ. Tách trà. Cái này cái chảo. Mà cái này chỉ có chân thôi chứ uống nước nóng làm sao được. Chân được không? Uống nóng được không? Chắc được chứ hả? Tại vì nó có cái chất gì đó. Giống như cái gì có cái chất cao rồi đó. Kìa. Không uống thì được mà cái này là đựng không được nè. Dạ. Đựng nhiều khi nước nóng quá nó ấy nè. Để cho tôi coi. Còn vừa được cậu, cái này giống như là cậu phải xúc qua nước nóng chừng 3-4 lần. À. Xong rồi tự động nó sẽ tẩy hết mấy cái chất ấy này kia ra thì uống bình thường. Cậu thấy có đũa nè, đó, đũa làm từ dừa nè. Đũa dừa. Đũa dừa đó. 30.000 chục. Đũa cũng dừa đó. Vậy thôi mình mua đũa dừa thì giờ ăn để dạ đó, đó. Cậu cứ mua thoải mái. Dạ đũa dừa cao cấp một bộ vậy có 30.000 thôi. Có 30.000 rẻ quá trời rẻ luôn ha. Rẻ rẻ luôn. Mà hai bộ về ăn đi. Ở nhà đông không mở? Có hai người vậy mua hai bộ là vừa rồi. Cũng có mà cà phê mộng dừa cũng có. À, cà phê sữa dừa. Sữa còn... dừa thì làm từ cái cơm dừa. Còn cà phê mộng dừa thì làm bằng... kết hợp với cái mộng dừa. Ép ra nước mình kết hợp với cà phê. Còn cái sữa dừa là lấy từ nước cốt mình kết hợp với cà phê. Cái này là của công ty nào chị? Dạ. Ở Bến Tre mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Bến Tre Group à. Wow. Đây là những sản phẩm từ dừa ha. Dạ. Có gì mấy anh chị mình là cà phê sữa dừa nè. Cậu đây là những đặc sản Bến Tre cậu nha. Cơm chế cà bông. Cơm chế cà bông. Bên đây đặc sản bên đây nè cậu. Bên đây cậu thích uống cà phê không? Cà phê thì cậu uống cà phê sữa dừa nè. Cà phê sữa dừa. Rồi cà phê hòa tan mộng dừa nè. Đó cái mộng dừa cậu biết không? Đây nè cái mộng dừa nè. Là cái cục trong của cái trái dừa mà nó chuẩn bị nó mọc cây ấy cậu. Cậu thì cậu không có ăn nó uống nhưng mà cậu tặng cho bạn thôi. Rồi. Cái này là để quà. Mấy cái này là cậu tặng được nè. Rồi mua cái này luôn. Dạ đó đặc sản Bến Tre. Đó. Bến Tre đặc sản thì chỉ có dừa thôi. Đó vậy. Cậu nói với chị ơi, chị ơi. Cái này là cà phê sữa dừa, còn cái này là cacao sữa. Nhưng mà con nghĩ là mua cái này là tốt. Con uống cà phê cacao không? Dạ không. Dạ 70 rồi còn cái này. Dạ 120. Cà phê sữa dừa. Cái này là gói nè. Cái đó là gói nha. Cà phê gói còn này bộ thì cái này bao nhiêu một hộp vậy? 120 là 15 gói hả? Còn này là cà phê sữa dừa. Sữa dừa với mộng dừa. 4 hộp đi. 4 lon là 4 hộp. 4 hộp này. Chị lấy cái đát mới nha. Cái này đát mới không vậy? Mới không hả? Rồi. Bánh tráng nước cốt dừa. Này là bánh tráng nè. Đó.
loại này, anh mua cà phê, anh mua loại này sẽ ngon hơn cái loại này. Thử rồi. Dạ. Thử bánh tráng này. Rồi, cảm ơn cậu. Mới lòng bánh bằng sánh đốc ở đây. Cậu ăn đây. Cậu ăn đây. Đó. Cậu nói là cái này nó ngon hơn nữa là cái lon. Cái này á là từ cái bánh hàng thơm pha bằng túi lọc, xong mình pha ra nước, xong mình cái có bột sữa dừa mình chế vô, đem lấy cái mẫu nó có từng bộ cho mình. Đây chỉ cần chị gắn đi như vậy ha. Đây là trong đây là cà phê đã xay rồi. Chế nước sôi vào đây nó sẽ ra nửa ly cà phê đen. Xong mình lấy cái xác này bỏ đi, thì cắt có bột sữa dừa này mình quậy vô để thành cà phê sữa dừa. Nó sẽ đặc biệt ngon hơn. Thay vì cà phê sữa đá này cà phê sữa dừa. Dạ đúng rồi. Phải không? Trong hộp á nó có từng bộ vậy cho mình. Rồi. À, chị mang đi á, chị lột cái bỏ cái vỏ này ra. Con cũng vậy luôn. Con cũng vậy, chai xanh mai đẻ nào giờ chưa về luôn. Sát bên nhà nhưng mà nào giờ không có đi. Hồi đó nào giờ con uống đi luôn. Dạ. Biết lâu rồi nhưng mà không có đi. Đi vô đây giờ đi hướng dẫn là sao luôn. Em đứng đi. Thôi được rồi chị, được rồi. Nói chung là cậu ông cũng tặng à chứ ông không uống. Cậu cũng tặng không uống, thôi lấy cái đặc biệt đi. Xách luôn đi, xách luôn cũng được. Nhẹ mà, ừ rồi xách đi. Rồi. Quá rộng luôn cả nhà ơi. Ý con xuống chơi. Quá đẹp luôn. Đứa bé, em hoặc là gì xuống chơi. Cái gian chơi phải không? À, anh sẽ làm một cái tiệc nhỏ. Tiệc nhỏ để chơi. Anh cứ nấu rồi nha. Có gì ăn nói nhậu thôi. Bây giờ mình sẽ ra mấy xong đi cả nhà. Kiếm cái chỗ nào nó mát mẻ nha. Wow, rộng rãi ha. Ủa ở ngoài cái máy xong là chỗ nào em? Máy xong là chỗ nào? Bên đây hả? Có ngồi kế máy xong được không? Có luôn hả? Thế nào? Giờ muốn ngồi ở đâu? Hai bạn này đi cháu gần luôn. Kiếm máy xong cho nó mát. Xuống dị thủy chơi. Đó, xuống dị thủy chơi. Để mình đi vòng đi rồi ngồi muốn. Đúng rồi. Mình đi tham quan trước đi, mình đi tham quan trước đi. Chụp hình tham quan đi, hỏi nó ăn uống mình phục vụ này cơn, cho hỏi thăm cơn. Mình kêu món liền. Giống như quán ở ngoài vậy cậu, giống như quán ngoài đó, à, có sẵn luôn. Ông cậu chị sợ lâu á phải không? Vô trời là hồi nào giờ cha xanh mẹ đẻ mới vô đây lần đầu tiên. Sống mười này ở Bến Tre 55 năm rồi mới lần đầu tiên vô đây. Em biết ở đây có nhà mấy ạ. Quê đây bạn không vô. Hồi nào giờ con cũng 40 năm rồi con vô đây lần đầu tiên luôn á. Có nào giờ có vô đây đâu. Sát bên nhà nhưng mà ít vô đây lắm. Nước này nó cũng đẹp ha. Mà lại không có đi đi. Dạ. Ờ, cái mái nhà đẹp ghê. Nhà lá mà. Lên ngồi chảy đi vòng. Không bao nhiêu lịch chơi. Ừ, chơi cái này ngầu quá nha. Chị nói không? Khói mấy vậy? Dạ, này tới 450 là cũng 150 rồi. Chạy chắc suốt quần luôn á. Cưới. Nhưng mà tiệc cưới sinh nhật. Cái nhà mình vừa không nha cậu. Tiệc cưới sinh nhật. Là cây dừa. Lá dừa. Cây dừa. Toàn là bằng dừa không? Không có cây gì mà khác bằng lá dừa vậy. Rồi mình đứng như bóng dừa luôn. Ai đứng dưới bóng dừa? Ai như bóng dừa. Lá dừa nước, còn cây là cây dừa. Em cầm mỏi không? Để anh cầm cho. Hồi em mỏi em đưa anh. Không có, em hỏi em mấy chừng nào anh có mỏi không? Em kè anh. Ủa cái này cái này vừa tam quan hay vừa kêu vừa lửa bên này? Vừa này là vừa không phải vừa tam quan. Vừa gì? Vừa đỏ, vừa lửa. À vừa đỏ hả? Cái vừa tam quan nó trắng hơn. À. Trời trái đảo ha. Ừ. Khu du lịch trường phổ thông Phước Cành. Wow, rộng quá ha. Vậy là có nghĩa là tiệc cưới các thứ này kia là ở đây là làm được luôn nè. Mấy chỗ là ăn chứ không phải một chỗ đâu. Gì đây? Hân hoan chào đón trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai. Khu du lịch sinh thái Lan Vương. À. Lễ tết. Đúng rồi, thứ bảy nhật với ngày lễ đúng rồi, về nhiều đúng rồi. Cái này là mới. Về đây vui chơi các thứ này kia nè. Sao lúc trước khúc này mới mở. Đây cái chụp ruột đó nha.
mình thi tài, mình không thi tài nấu ăn, cá thi tài nấu ăn là thi tài ăn với thôi à. Đó, tôi nói là sao khi nào mà có khách á, về như như trong trường học á, những cái như phường này phường kia đó, người ta tổ chức người ta nấu ăn biết hai chồng thú. Khi nào cậu về thì cậu cứ phone cho con là con tiếp cậu 24/24 luôn. Zalo con mà. Dạ. Cậu sẽ liên lạc con liền. Dạ, dạ. À, cậu đừng lấy Zalo con. 24/24 luôn. Zalo lấy khó lắm mà nha. Dạ. Dạ. Cái phone này lấy là chết chắc luôn á. Dạ. Ờ kẹo neo người ta bỏ. Cái này tai tượng. À tai tượng. Tai tượng là nó bự, con kẹo neo rồi nó nhỏ. Tai tượng ha, người ta bỏ cái xuồng nó trồng đã chưa. Bữa nào mình kiếm cái xuồng cũ cũ mình trồng tai tượng em. Xuồng cũ hả? Ừ. Sùng mục quá, sùng mục quá. Có lấy sùng của cha. Ừ. Ta bình tứ ta. Trời ơi. Nhớ chuyện ngày xưa. Nhớ chuyện ngày xưa nha. Chụp mình đi phim kìa, đã chưa? Đó. Em. Giờ có chỗ nào ngồi lý tưởng mà ai vừa ăn mà vừa nhậu vừa karaoke không? Chỗ nào mát mẻ nè. Kiếm cho anh một chỗ nào mát mẻ được không? Mát nè. Đây là gia đình của anh này muốn có cái kỷ niệm ở tại Bến Tre cậu, Bến Tre. Ở đây chỗ có Bến Tre. Lan Vương. Lan Vương. Em nhìn đẹp gái. Đi với em ha. Lấy cho anh cái menu. Dạ, kìa kìa trời ơi. Thương nhiều quá trời thương đúng đẹp. Kìa kìa. Cậu Bảy với bà Bảy đã chụp hình kìa, lưu niệm kìa. Một cái gì cá lăng kho gì đó. Cái lăng cái lăng kho tổ hả? Cái lăng kho này. Dạ, cái lăng kho tổ rồi. Có cơm không? Kêu cơm luôn nha. Dạ dạ cảm ơn cậu. Cơm trên tài xế ăn đó. Có cơm hay cưng? Dạ rồi. Thấy cái xích mà. Vô ngồi đi em. Bảy. Cơm trắng nha. Từ dừng nghiến luôn nha. Mà cái ghế của em hạ nó đâu có cái ghế của hàng nữa. Thì thăm quê hương là trần thế ngọt. Có cái này ca tự do hả? Nhưng mà lần đầu tiên là cậu... Lần đầu tiên cậu Tám về Bến Tre luôn phải không? Lần đầu tiên cậu Tám với cậu Bảy về Bến Tre cả nhà. Đúng rồi. Gì kêu bằng cái đó mà bạn là thôi. Thú à. Dạ. Quá. Tùm lum mà được nha con. Dạ. Cậu single man. Không ai cần cho cậu được hết. Con phải cảnh. Dạ dạ. Single man này là có Single man, còn single mom là khác nữa ha. Dạ. Vậy là ba bia thì đây thì ba ly thôi. Cái này là gì cậu? Cái này là rượu gì? Cái này để hả? Cái này rượu gì? Rượu chú Hợp. Phú Lễ hả? Rượu chú Hợp nè. Chú Hợp Phú Lễ. À chú Hợp Phú Lễ. Tại rồi bảy nói vậy thôi chứ nó cũng Phú là giờ quay phải không? Dạ. Xe dưới rồi. Cổ hủ dừa nha, cổ hủ dừa tôm thịt nè. Đặc sản Bến Tre. Cái này sốt tê dưới. Nó gùi con gùi. Cái này cái đó sốt cậu Bảy, đúng rồi. Cái đó mình chấm cậu Bảy. Dạ, đây nè, mình chấm đây. Đứng này không đặt không ăn nhà món này. Thì phải chen cái nước. Đúng rồi, đúng rồi, chen cậu đi, chen cậu đi chị. Đây đây em nhớ mà. Không được, tao nói không được là không được. Đây đây đây. Cậu Tám nè. Chen chen. Ủa cái này mà. Chen rồi ba tuyền mấy gấp cho cậu. Ờ đúng rồi, trộn lên rồi, đúng rồi. Đó, cậu ăn cái gì không có hủ dừa với. Tiền mới gấp, tiền mới gấp. Gấp cho nhiều lên. Trời ơi, về Bến Tre mà ăn hủ dừa. Tôm thịt chứ đừng có hủ dừa. Có mấy cọng hủ dừa. Cái củ hủ dừa là cái đọt dừa hả cậu? Vậy hả? Cái đọt dừa của cây dừa đó. Cái đọt dừa đâu, cái gốc dừa. Vậy cái củ hủ dừa là cái đọt con ha. Bà nội ơi. Cái củ hủ dừa đó là đọt dừa. Bây giờ nghe anh nói nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chua cá hú hả? À, cà chua cá hú rồi cỡ luôn. Cậu ca nam con ra đỡ. Ờ được rồi cậu á, từ từ cậu ơi. Từ từ. Dòng sông quê em karaoke Tân Cổ. Bông mới cả nhà ơi. Ở đây là gà nấu lá giang nha. Gà nấu lá giang. Không, để con kiếm một miếng gì có da da cho cậu. Gà ăn phải có da nữa nha. Đây. Rồi, ôi, tim em bàng hoàng. Nhìn lòng mắt sáng tỏ để một mối bơ vơ. Khi không anh nhớ em trong đời. Cúc tiệc nào cũng phải tàn. Giờ này là 7 giờ 15 rồi cả nhà ơi. Cô đi miếng mà cô đi chơi là vui, còn đi thành phố vui. Cơm tôi nó bán đầy đàn vậy. Vậy hả? Rồi thôi, hẹn gặp lại cậu sau ha. Rồi thôi, giờ cũng 7 giờ rưỡi rồi cô bác anh chị. Giờ Phú cũng xin phép về. Thì chút xíu nữa cậu cũng sẽ về bên Hậu Giang cả nhà. Hẹn cô chú mình, hẹn cả nhà mình ở những video tiếp theo nha. Dạ xin chào và hẹn gặp lại.